Đây là chú mèo Mimi. Ủa không phải là chú mèo, đây là bé mèo Mimi, đây là bé gơ. Bé Mimi á. Ồ rồi rồi, thấy cái gì rồi? Thấy cái gì rồi? Thấy cái gì rồi? Mimi ơi. Mimi. Lại đây. Lại mày biểu coi. Lại đây. Sit down. Sit down. Sit down. Ngồi xuống con. Ngồi xuống. Ngồi xuống, bắt tay. Biết tay ra, bắt tay. Tay kia nữa. Nó thích ra đây nè. Nó nhìn thấy mấy con ruồi á, con ong ruồi á, nó bay vòng vòng á, bắt đầu nó rượt, nó nhảy, nó bắt. Ở vườn mình nó có nhiều con ong ruồi lắm. Nó đó, nó rượt mấy con ong ruồi đó, nó con ruồi bay á, là nhảy á, nhảy bắt đó. Nó thấy cái gì mà bay vô nghe mặt nó là nó phập liền á. Đừng la sầm quá. Nó đang trốn rồi, nó đang trốn mẹ nè. Nó đang bắt con ong. Đi đi. Bé Mimi. Bé Mimi đâu rồi? Trốn mẹ luôn nha. Làm gì đắp lùm mà tôi thấy rồi. Trốn cái gì? Nó tưởng mình không thấy vậy đó. Trốn luôn rồi. Mẹ đây nè. Con trốn mẹ hả? Không có phá rau của mẹ nha. Đó, trốn vậy đó.